Alo. Dạ, chào thầy ạ. À, доброе утро. Dạ, thông thường thì mình bắt đầu giờ học đúng đúng giờ đấy. Ví dụ 9 giờ thì đúng 9 giờ. À, đó, bởi vì sao là à giờ giấc thì là gì để mọi người cùng theo dõi có thể là họ vẫn đang thu xếp cái việc riêng của họ đấy. À đúng 9 giờ thì thông thường là như vậy. À đó, thế cho nên là à, khi mà gần đến giờ học thì em cứ yên tâm là đúng 9 giờ thì giáo sẽ gọi em đấy. Tạc sốc đấy. À, yes là đấy. À, đó. Ta khá show. À, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học số 1 của em. Và bài học của em là bài học nâng cao. Cho nên là dự kiến của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau đọc những câu chuyện. Và chúng ta sẽ trích tịt trong đó ra những cái từ mới. Hoặc là những cái mẫu câu mới. Và chúng ta sẽ phát triển khẩu ngữ trên cái nội dung đó. Đấy. Ta. À, à, tùy theo cái tình hình của từng bài và cái khả năng tiếp thu của em cũng như là cái cách thức làm việc thì chúng ta sẽ điều chỉnh trong các bài học tiếp theo để cho nó phù hợp. à, à đầu tiên, à, thông thường vào giờ đầu giờ học thì... thì, em nghĩ là mình cứ đi theo cái hướng thầy đưa ra đi rồi xong. dạ, à, dạ. à vậy thì à, tất cả mọi câu hỏi em có thể chuẩn bị trong bài và em sẽ hỏi vào đầu giờ đấy. Krascho đấy. Yeah. Bài ngày nay chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một bài đọc đấy. Bài đọc, à, bài đọc này là à... Mama y football đấy. À, tạc. Bây giờ thì em sẽ đọc và mình sẽ kiểm tra xem là khả năng đọc của em đến đâu. Và à, trong khi đọc thì em sẽ nói từ này đối với em là từ mới đấy. Đó. À, chúng ta sẽ gạch chân những cái từ đó khác đấy. Dạ. Bài, bài nhạc này đấy. Bây giờ em thử đọc nào. My mama. À, uh, my mama. Uh, artist. Артистка. Артистка. Ты, а, ты на МГУ Бетховен? Да, я, я... Знаешь, да? Знаешь. Так, хорошо. Она не только... Она не только работает в театре. В театре. В театре. Но и выступает а, До радио. По радио и... и... Бо, по радио и телевизору. Да. А, однажды я был в Иркутске. В Иркутске, да, в Иркутске. Каждый день мама участвовала в концерте. В концерте, в концерте. В концерте, в концерте. Да. Или была занятия в Занята. театре. Да. Mm -hmm. Занятия в театре. А, а, она очень устала. Устала? Устала. Да. Она очень устала. И папа сказал, сказал. сказал а, что ей нужно а, а Отдакнут, да? Отдакнут. А, отдохнуть, да? отдохнуть. Ей нужно отдохнуть, да? да. А, он, купил ей, а, бучевку, а, он купил ей Он купил ей бучок а, в дом отдыха на юг. В дом отдыха? отдыха. В дом отдыха на, на юг. А, да, а, это а, это слово бучок бучокка. А, Novi, Novi, Novaya, Lava. À. Pu cả đấy. Từ pu chop cả đã. Khá là sợ pu chop cả là phiếu nghỉ đấy. Pu chop cả à. một đôm ở khác này dục. Pu chop cả đó là phiếu nghỉ hay là à, thông thường ý người ta bán một cái tour đi nghỉ đấy. Đó người ta gọi là pu chop cả đấy. À đó pu chop cả. Pu chop cả một đôm ở đứa khác dục có nghĩa là phiếu nghỉ ở nhà nghỉ ở Финляндия, да? Так, да. хорошо. Ты, тяна. мама? Мама была жила а, в, в чемодан. В своей, Свои вещи. Свои вещи, да. да. поехала в дом отдыха. Отдыха. Дом отдыха, да? Отдыха. Дом отдыха, да. Дом отдыха. Да. Она отдыхала. На ютубе месяц. Месяц, да? Месяц. Месяц, да? папа и я жили, жили в Москве, в Москве. Один. А одни. Один. Жили одни, да? Жили одни. В, Од в Москве одни. А, да. Одни, да? Одни. одни. Жили одни. в Москве одни, да? Да. Так, хорошо. Да. А баба покупал в магазине мясо, мясо хлеб. Хлеб, овощи. Овощи. И готовил и обед. И готовил обед. Да. Я, я помогал ему. Я ум... а... Вечером. Вечером я готовил уроки. Готовил уроки. А потом, потом смотрели телевизор. телевизор. Да. Или Или играли в шахматы. Да. В воскресенье, воскресенье мы мы проводили, тебя очень весело. Весело, да. А, да, это браво, проводил, проводил. Я забыл это это условие. А слово а, проводить, да? à nó có một cái tập hợp pravadit vremia đấy pravadit vremia tức là sử dụng cái thời gian để làm cái gì đấy à, ở đây chúng ta pravadit à, chúng ta có từ pravadit và à, phải viết đủ là pravadit vaskersenie đấy tức là sử dụng cái thời gian ngày chủ nhật đấy sử dụng cái thời gian ngày chủ nhật đó à, pravadit vaskersenie đấy đó chúng ta phải à, phải dịch đúng nó là như vậy đấy pravadit vaskersenie вместе À, chúng ta sống cùng với nhau trong ngày chủ nhật đấy pravadili ví dụ như là à, tôi với vợ tôi sống riêng đấy vợ tôi thì là gì vợ tôi sống một căn nhà riêng tôi sống một căn nhà riêng nhưng mà chủ nhật chúng tôi à, cái ngày chủ nhật thì chúng tôi lại sống cùng với nhau đấy à, mới pravadili vaskresenia vmieste đấy đó đó ví dụ vậy đấy đó à đây à, cái câu này gì? Vặt kỳ xế nhì mươi phra va cái gì? Chúng tôi sống trong cái ngày chủ nhật rất là vui vẻ, đấy. à Ngày chủ nhật đấy. chúng tôi sống rất là vui vẻ. Đó, đại khái là như vậy. Đã, khá rá xô. Mươi phra di ly. Mươi phra di ly na stadion. Na stadion. Sú đa vuôst Uh, смотрели футбол. Uh, как ты с удовольствием говорил, хан? С удовольствием. А, uh, 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 да, 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 да. За лавуй да? За лавуй лам. Папа любит футбол. Папа любит футбол. И я тоже. Я я люблю. А мама не любит. А мама не любит, да. Когда мама была дома. Uh, когда мама была дома, мы uh, смотрели по телевизору. по телевизору, да. Месяц кончился очень скоро. Месяц кончился очень скоро. Да. Завтра приедет мама. Да. Сказал мне папа, э, мы, при, э, при готовили, э, мы приготовили... Мы э, приготовили вкусный обед. Вкусный обед. Да. А, купили цветы, и да. вот мама приехала, мама была очень рада. И мы тоже были очень рады. Да, и мы тоже были очень рады, да. Но как теперь футбол? Но, но как теперь футбол? Мама не любит футбол, а в России мы всегда проводим мы проводим. мы, мы проводим, проводим. вместе, да? Мы проводим вместе. Это хорошо. Чем надо пьет? Каждый день. Я думал. <мышлен> я думал скоро. Воскресенье. Во, 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 Пойдем. Мы на футбол или нет? Да.

Я ничего не ел. Я ничего À, em có hiểu câu này không? Я ничего не ел. Да, я я помню. Да, понятно, да? Так, хорошо. Я ничего не À, em tiếp theo nào? Почему ты не ешь, Юра? Почему ты не ешь, Юра? сегодня футбол. Да. я. bay dom na stadion da da kak itui mama uh, mui mas rally na mamu da ini cebu ya abonima, banyimali banyimali da uh, mama siagda kucella uh, da kucella da Когда, когда мы смотрели, когда мы смотрели футбол по, по телевизору, по телевизору, да, конечно, а, конечно. конечно и я, и, <laughs> да, конечно и, и я, а. да. Когда я отдыхала на Юте, там соревновалась а, футбольная, футбольная футбольная команда. À, trên nhớ ra đấy uh, Đấy, chúng ta có từ trên nhớ ra đấy À, trên nhớ ra Cái từ này rất giống từ trong tiếng Anh đấy À, đấy, đó là cái từ training đấy Trên nhớ đấy Là luyện tập đúng không? Đấy, luyện tập Luyện tập, trên nhớ ra đấy Football này command Có từ football này command Có từ command Em hiểu từ command Command Đấy yeah. Command là một đội đấy Một đội bóng Так, и мы часто проводили... И мы часто проводили э, свободное, свободное, э, время. свободное... время. на стадионе. На стадионе, да. И э, где играла эта команда. Да, и теперь я знаю... Теперь я знаю все правила э, с удовольствием... sudah bonsiem bayadu na stadion. Đã. Krasio. Sudah bonsiem. Khi tôi ở được hala về trong nhà, я. сказал я. đó là nội dung của cái bài của chúng ta. Đấy. trong bài này chúng ta cần phải lưu ý một số cái tập hợp từ. Đấy. hợp từ. radio, po radio à cô chỉ lấy à ý nói rằng là gì nào à mama just the we đấy just the we động từ we stupid là gì à tham gia à we ở đây là biểu diễn đấy we à we là biểu diễn ta we stupid po radio à biểu diễn trên trên radio đấy biểu diễn trên radio Được. hoặc là biểu diễn ở trên trên truyền hình đấy по телевизору. Выступает по телевизору. Да? Đó. Так, хорошо. À, chúng ta có từ Irkutsk. À, thành phố Irkutsk của Nga. Đấy. Thế và khi đi với giới từ vở. Khi đi giới từ vở. Chúng ta sẽ đọc liền vào đây. Đấy. Chúng ta sẽ đọc là vi, vi. Không đọc là vợ y. Mà đọc vi, virkutsk. Virkutsk. Em đọc thử nào. Virkutsk. Virkuskie Đó, Virkuskie Virkuskie Đó, Virkuskie Đó, tốt Chúng ta có tờ hỏi từ Blazanyata Blazanyata À, có nghĩa là da. gì? Blazanyata À, bận vào công việc gì đó À, có nghĩa là bận Bận rộn đấy À, zanyata là gì nào? À, chúng ta có Tính từ Zanyat À, tính từ của chúng ta là Zanyat đấy Zanyat 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 là đi với À, giống đực đấy On On gia nhất đấy, ôn vậy. già nhất đấy, anh á, anh nhất ta, anh á nhất ta, à trong ơn rơi vào đằng sau đấy, anh á nhất ta và anh nhí, anh nhí gia nhật. nhật tử đấy, anh nhí dài nhật tử. em có nhìn thấy màn hình không? Để em thấy rồi. À có, không à, nhìn thấy thì tốt rồi. Tả chó so. mình quên không hỏi ngay từ đầu đấy, đó ta à thế như vậy là ở trên màn hình này em nhìn thấy là à cái nội dung bài của chúng ta ta cho ôn giá ôn giá nhật anazhnya ta anizh à thì bây giờ thì giáo sẽ hỏi em một câu đấy À, zatra ты будешь занять zatra ya ya budu занять ya budu занять đấy à đây chúng ta nhìn thấy đó là có trợ động từ zatra ты будешь ты будешь завтра từ từ buổi giải đấy à thế bây giờ em hỏi bạn gái của em em hỏi bạn gái nhé em hỏi bạn gái của em ngày mai em có bận không ờm đó ra từ đó từ buổi giải nhật nhật ta trọng âm rơi rơi vào a đấy trọng âm sẽ rơi vào âm a đấy ra nhật ta đấy ra từ ты будешь nhật ta à đó tá thế bây giờ bạn gái của em sẽ nói

có sờ sờ là ở uh, thì tương lai đấy mới сможем мы сможем погулять đấy à ra tra mới mồ ngày mai chúng ta có thể đi chơi đấy ra tra mới mồ rém đấy đó ra tra mới mồ rém ta à đó là với động từ à uh, ra nhật đấy à uh, ra nhật ta à tiếp theo chúng ta có từ yêu trong bài của ta là gì nào yêu đấy yêu ей нужно nụt À, chúng ta nhìn thấy động từ Adakhnut ad là gì? À, là động từ thể hoàn thành đấy Động từ thể hoàn thành À, có nghĩa là gì nào? À, mẹ cần được nghỉ ngơi thật tốt đấy Đó, mẹ cần được nghỉ ngơi thật tốt Nếu như nói Thì có nghĩa là cô ấy cần nghỉ ngơi thôi Cần nghỉ ngơi, còn nghỉ ngơi nhiều hay ít thì không 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 rõ đấy Nhưng nếu mà nói Có nghĩa là gì? mẹ nghỉ ngơi cho ra trò đấy có nghĩa là gì cần à. phải đi ít ra một tháng hoặc nửa tháng đấy đó nó vất tạc à thế thì bây giờ à, chúng ta lưu ý cái cấu trúc này là gì với cái cấu trúc trạng từ nuz thì đằng trước nó là ở cách ba đấy và đằng sau nó là một à. động từ nguyên thể đúng không nào đấy một động từ nguyên thể à. đấy thế bây giờ em dịch câu là tôi cần phải học tập thật tốt Мне нужно, 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 Хорошо Хорошо учиться Учиться Мне нужно хорошо учиться, да? Мне нужно хорошо учиться Так Аааа Хэбэ right. um. за эм зэк каула Тойкан фай Хап Хэсэг мэнь Хэсэг мэнь Эм Хэсэг мэнь Эм Эм Из-за Всех Сил Да Ха-ха <laughs> Да mm -hmm. <laughs> Мне uh нужно uh, учиться из-за всех, خ... из всех сил Из-за всех сил tôi cần phải học tập hết sức mình đấy, iza sil đó là hết sức mình, ta đấy, vut à đó là với cái tập hợp nus này nus này em hiểu đó là gì nào, đó là trạng từ và dùng đằng trước nó phải là cách ba, đằng sau phải là một cái động từ nguyên thể, à bây giờ chúng ta có từ pucho ka ổn được khả đấy, à đó, à trong cái tập hợp này có gì đặc biệt, ka kuda đấy, chúng ta có từ pu chúa v cả là một cái phiếu nghỉ đấy. Пучка và trả lời cho câu hỏi куда. À, куда. cho nên nó mới mới có từ là Пучка. À Пучка в дом отдыха. В дом отдыха, đấy. Chào nó rơi vào đây đấy. Chào âm rơi vào đây. Так. À в дом отдыха, đấy. À в дом отдыха. À và đi đâu? На юг. На юг пучок ка водом отдыха на dục Đấy. Đó. Là cái phiếu nghỉ đi nghỉ ở nhà nghỉ nhưng mà ở ở phương nam đó ở phía nam. Tác. À tất cả các tập hợp này đều dùng cách 4 hết đấy. Đó. Hai hai cái tập hợp liền dom odykha và na dục đấy. À đó. À, khi đi với cái từ Khá cả Хорошо đấy. Đó. À tác. Palazula, palazula v. Chimadan. À, palazu là chi mà đàn chúng ta có động từ palazu. Động từ palazu. Pa la, pa -la à, trả lời cho câu hỏi cú đá đấy. Và ở đây chúng ta sử dụng tập hợp v Chế mà đàn. À palazu mà đàn có nghĩa là đặt nó vào trong vali đấy. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ palazu là đặt đứng hay đặt nằm đấy. À đây có nghĩa là tất cả đều là đặt nằm hết đấy. Đó, đặt nằm. Palazu ví dụ bây giờ em nói là À, em nói với thầy câu là à, tôi à, để những tờ báo ở trên đi văn ya pala rưỡng pala ya pala rưỡng đấy pala rưỡng đa là quá khứ đấy ya pala rưỡng ga na na di divan, na di đấy Di là cái, cái 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 sofa ghế sofa đấy. Ipalazun gazi từ nó di văn, Na di là cách 4 đấy. À chúng ta nhớ Đó. động từ palazut là dùng với ở cách 4. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy là những cái tờ báo này là nó nằm ở trên, nó nằm ở trên cái ghế sofa đấy. Đó. À thế bây giờ ngược lại với à, song song với cái từ palazut nó có từ stavit. Stavit. Stavit thì là đặt đứng đấy. À ví dụ như Đó. là chúng ta đặt cái lọ hoa trên bàn chẳng hạn đấy. «ставить» – это «положить» – это нам». Да. А, да. я положил газеты на диван, на диван, «и теперь», «и теперь», а, «эти газеты», «газеты», да, «и теперь эти газеты лежат, лежат на диване». À thì bây giờ những cái tờ báo đó đang nằm ở trên bàn. À đang nằm trên trên cái ghế sofa đấy. Stavit thì là đặt đứng. À ví dụ bây giờ nó nói là tôi đặt cái lọ hoa lên bàn. Ya yeah. pastavio. Pastavio. Vazu. Đấy, vazu. Sa svetami. À đấy. Sa svetami nastol. À cũng là dùng ở cách 4 đấy. À, tôi đặt cái lọ hoa ở trên bàn đấy, ich pier và bây giờ, ừ. eta và state thì bây giờ cái lọ hoa nó đang đứng ở trên bàn đấy, Na sta nastale. à thế vậy thì em nhìn thấy đây là gì? đây là những tờ báo thì là lý liziat là nằm đấy, liziat là nằm. à đó. bởi vì sao chúng ta sử dụng động từ paladit đấy? thế còn ở đây lọ hoa thì sao? lọ hoa thì đứng đấy, lọ hoa thì đứng. Thế cho nên bởi vì sao là chúng ta dùng động từ pastavit. Pastavit là đặt đứng, palazut là đặt nằm đấy. Đó, em hiểu chưa? Đấy, đó. Đà. À lưu ý, lưu ý hai cái động từ này thôi đấy. Đó, ta khrasho. À đó, tiếp theo nào. À nếu như em muốn để bia vào trong tủ lạnh thì em sẽ là pastavit hay palazut? Pastavit. À, pastavit pasta, bởi vì những chai bia nó đứng đấy. Đó. ta à thế những cái gì mà đặt nằm thì chúng ta sẽ sẽ sử dụng là palazut. Ví dụ,

một, đấy, chỉ một, hoặc là chỉ một người, đấy, đúng, à, ví dụ như là chỉ một, một, có nghĩa oh, xin lỗi, ta ở đây chúng ta có câu là chỉ một, chỉ một, hoặc là à, hoặc là chỉ ăn nạt đấy, chỉ ăn à, tùy theo cái à, giống của người nói đấy, hoặc là chỉ ăn có nghĩa là sống một mình đấy sống một mình đó sống một mình я живу один tôi sống một mình đấy à моя жена живёт одна vợ tôi nó sống một mình đấy à, chúng tôi sống một mình có nghĩa là thiếu ai đó đấy đó à như vậy cậu bé nó nói là gì nào à các мама ma khi mà mẹ thì đi đi về nhà nghỉ ở phương nam à, đấy họ còn lại một mình ở moscow có nghĩa là gì họ sống thiếu mẹ đấy họ sống thiếu mẹ anh ấy anh ấy dư lý ăn nhỉ Đấy, đó À, tạc À, cái câu đó thì là chúng ta có thể vận dụng vào trong lời nói của chúng ta đấy À, bây giờ em nói là gì Tôi là sinh viên à, Tôi sống một mình ở trong ký túc xá uh, student. Yeah, student Yeah, Я живу Я живу Один В общежитии. Я, а, Я живу один в общежитии. Я живу один в общежитии. Чем <связь> да, блин, да, вап, вап, в общежитии. Да? Я живу один в общежитии. Я живу один в общежитии. Да? Да. Так, хорошо. Проводили воскресенье. Проводили воскресенье. Да, логика у них да? Проводили. А, чем такое? А, а то Проводит. А, проводит. thông thường người ta sử dụng đó là từ время đấy проводить время проводить время là gì sử dụng thời gian làm cái gì đó đấy à ta à, chúng ta sẽ nói là à, chúng tôi à, chúng tôi đã sống cùng với nhau rất là vui vẻ đấy à, mới à, проводим мы, проводим да мы проводим вместе да вместе мы проводим время вместе время вместе ở ô xin vì xe là ô-xin à đó ta à Thế bây giờ nói là gì à, em hãy nói câu là tôi với người yêu của tôi không sống cùng với nhau nhưng mà đôi khi chúng tôi à cùng với nhau vào ngày chủ nhật rất là vui vẻ tôi với người yêu của tôi người yêu là gì barian em lưu bìm mày đấy Lưu Bìm Lưu Bìm Mẹ đấy à 10 со своей, да, мы со своей любимой, да, мы со своей любимой девушкой, да, а да, очень да, но не мы со своей любимой девушкой, девушкой не жили вместе, да, не живем а, вместе, мы со своей любимой девушкой не живем вместе. Макзу, дай лангой, я не махима, но о чем каучу на этих этапах изумы, да? мы со своей любимой девушкой не живем вместе, но, но иногда мы да. а, проводим а, воскресенье а, вместе очень весело, да, а, очень весело, а, да. да, а но иногда мы проводим воскресенье вместе очень весело, да, да, а ты за À, à, em dịch câu là à, chúng tôi không để thời gian trôi uh, một cách phí phạm chúng tôi không để thời gian trôi một cách phí phạm à cái câu này cái câu tiếng việt nghe nó rất khó đúng không đấy nếu như trong Đã. câu tiếng nga chúng ta không biết câu pravadit <tí thật> vremia thì chúng ta rất khó dịch chúng tôi không để thời gian trôi một cách phí phạm đấy chúng ta sẽ dịch là như nào mươi nhi pravodim vremia mươi nhi pravodim vremia время à, và phí phạm là gì зря à, đó đó mình nhập vào vô время зря à đúng chưa nào đó зря là gì là không có lợi đấy không có lợi đó Мы не проводим время зря à vậy thì chúng ta nghe thấy cái câu tiếng việt là gì chúng ta không để thời gian trôi một cách phí phạm nghe nó rất là gì rất là lòng ngoằng đúng không đấy nhưng trong tiếng nga này rất là ngắn gọn mình не проводим vô время зря đấy Мы не проводим vô время зря мы все время учимся мы à, u время учимся, да? À, chúng tôi luôn luôn là gì? Мы все время учимся. Chúng tôi luôn luôn là học hành, đấy. Мы все время учимся. Nó vất tạp vất. Đó. À, ta хорошо. À, thế vậy thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem thêm một cấu trúc mới đấy. Thế chúng ta sẽ xem tiếp cấu trúc tiếp theo. ta à, chúng ta có từ Mrs. Con chiều xả. À, chúng ta có động từ à, Con chịt xả. Chúng ta có từ Con chịt côn là kết thúc cái gì đó kết thúc đấy à bây giờ em gì câu năm học đã kết thúc năm học đã kết thúc năm học năm học là gì à. uchiến -ni, à, à ni gột đấy uchiến ni gột đấy đó tất cả những cái từ này là các em biết rồi đấy biết rồi nhưng chỉ có điều là gì khi học với thầy thì là gì chúng ta nhắc lại và em nhớ lại đấy và lúc đó thì các em sẽ sử dụng được nó vào trong lời nói đấy uchiến ni gốt côn chìt sạch con chiều xe đấy u chiếm đi gót con chiều xe à thế nếu nếu mà nói là năm học đang kết thúc năm học đang kết thúc thì sẽ là gì à, u gót can trải xe đấy à à u gót can trải xe can trải can trải xa là đang kết thúc đấy năm học đang kết thúc u chiếm đi gót can trải xe đấy à u chiếm đi gót con chiều xe con chiều đó đó là động từ can chát xe đấy Так, а, хорошо. À, приготовили, приготовили, вкусный обед. Вкусный обед. А, чем так вот ты вкусный? Вкусный. Вкусный. Да, yeah. вкусный. А, ты без этого сижу. Ты ты сина. Вкусный, конечно, это какие-то гон. Вкусный. Ну. No. Ну. No. Вкусная еда. Еда, ламонан. là đồ ăn ngon đấy khúc này ra khúc này đấy đồ uống ngon Cút là... nơi bít chua bít là đồ uống đấy khúc này bít chua khúc này đấy à Bây giờ em nói đồ ăn ngon đồ uống ngon ai mà à, ai mà từ chối được đồ ăn ngon đồ uống ngon ai mà từ chối được à, à sẽ nói như thế nào à. <laughs> à em nói là ở trên bàn có đồ ăn ngon đủ ngon ai mà từ chối được đấy à trên bàn là gì naстали naстали вкусная еда и вкусное питьё à ai có thể từ chối được ai mà từ chối được кто может кто может отказаться кто может отказаться отказаться là từ chối đấy Кто может отказаться? А, да, вот он, А, на столе вкусная еда и вкусное питье. А, кто может отказаться? Да? А, thế em bảo là trên bàn có đồ ăn ngon đồ uống ngon không ai có thể từ chối được không ai là gì Никто tổ nhịp tổ à, được, được, được. và trong tiếng nga phải có divine à, à, divine noi atkas phải có gì двойное отрицание, ты Никто не может отказаться, да? Да? Никто да. не может отказаться. На столе вкусная еда и вкусное питье. Никто не может отказаться. На столе вкусная еда и вкусное питье. Никто не может отказаться. Да? А, да. На столе вкусная еда и вкусное питье никто не может отказаться. Да, дело заумиты вкусный, да? А да. Обязанно, как это? Буран вкусный. Буран снгн, как это? Завтрак. Завтрак, да? Вкусный завтрак. А, обед. Буран че? Обед, да? А буран то, что? Ужин. Ужин, да? Ужин. À, вкусный завтрак, вкусный обед и вкусный ужин. Да? Đó. Так. А, à. khi mẹ ở nhà thì đồ ăn luôn luôn ngon. Khi mẹ ở nhà. À, nhà. Kagada. À, Kagada. Mama doma. Đấy. Đấy. À, Kagada. À, mama doma. Doma. Đấy. Đồ ăn là gì? À, Yeda. Yeda. Yết đà luôn luôn ngon xe gật đá xe gật đá À không cần có bứt đấy Không cần bứt À yết đà sê đá này Đấy Cú này Đấy À đúng không Các mắt đồ mà gì đà sê gật đá này Đấy Đó Thế đây là gì Chủ ngữ là đâu Chủ ngữ là yết đà Đấy Vị Đã, ngữ là Đã. Cú này Đấy Yết đà sê gật đá này Trong tiếng A uh, Chủ ngữ vị ngữ ở uh, Thì hiện tại không cần có động từ Đấy không cần cái động từ Đã. à nếu mà quá khứ thì bùa lá à, thì, tương lai thì là budget đấy nhưng đây là rất à, là thì hiện tại cho nên là có thể bỏ qua bỏ qua à, bỏ qua cái à, động từ đấy à, yadav kus này kus này Tác. à, krishna đấy à. à bây giờ à, bây giờ nói là do có nhiều tiền cho nên là người tôi người yêu của tôi luôn đẹp à bắt một iza iza u, u no hơi khó đúng không đấy was... uh, formal... um, formal... on... um, um. à chưa hết là yes. em hiểu cái từ iza isa là nó chỉ một cái gì nào nó chỉ một cái uh, nguyên nhân xấu em chưa khi nguyên nhân xấu ah. ví dụ như là do thời tiết xấu à, do bị Đấy. hỏng xe thì người ta sẽ dùng cái từ Iza Thế còn nếu mà Đấy. nguyên nhân tốt thì người ta dùng cái từ Blagodaria Blagodaria à, Đấy yeah. Đấy Đấy à, Blagodaria à, Nhờ có tiền đúng không? Nhờ có tiền chúng ta chỉ nói nhờ có tiền thôi Jin uh, gam Blagodaria Jin gam Nhờ có tiền Đấy À đó Blagodaria Jin gam Đấy À đây. Uh, Maya uh, uh, Lưu bì Maya Lưu bì Maya à,

Правда? Да? Нет? Алло? Да. А, а, нет, нет, нет. Нет? Да. 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 А, э, ну, я думаю, что если у девушки много денег, она всегда красивая. Это нормально. Да? Да, да, да. да. Это, это, это нормально. Да? А, так, Так что а, надо зарабатывать конфай. Мы даем нойкаула. Cần phải kiếm thật nhiều tiền nào, để cho người yêu nè. Cần phải kiếm Nhân thật được. nhiều tiền cho người yêu. Nada. Uh, nada. Nada um... Zara ba. Zara ba. Zara ba tư Từ... vạch. Zara ba tư vạch. Một nó gơ Cần để phải kiếm thật nhiều tiền. Dành. Nada zara ba tư vạch một, một nó gơ tiền nhật. Để... để là. Để là lưu bì mời. Lưu bì mời. Девушки, да? Надо зарабатывать много денег, для любимой девушки. Конфакин, вас не много денег, чтобы любить. Да? 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 чтобы она. чтобы она... была красивой. Да чтобы она была чтобы она была красивой.

đã <laughs> Cái câu đó dịch như thế nào? <laughs> uh... à, câu đó dịch như thế nào? Để lấy chí vô Để lấy chí vô mà nó tiền dịch nhạc Để lấy chí vô y miết Y miết Y miết Mà nó gọi dịch nhạc Đã y miết Để lấy chí vô y miết mà nó gọi dịch nhạc có nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền là, là, là... là có nhiều tiền. Для чего иметь много денег? Ну, как ты думаешь, для чего иметь много денег? А, theo em, thì, có nhiều денег làm cái gì? Ж... Ж... Живым... Живым... Очень... А, чтобы. Хочется, чтобы, да? А, так. Эм, вы знаете, что это? Иметь. Много денег. Да? Чтобы. Жить. Весело, uh, да? Чтобы жить весело, да? Иметь много денег, чтобы жить весело. Правильно, да? А, да. Так. Иметь много денег, чтобы жить весело. Кан вай кот нил сон. вуй, да? Сон да? Так. Но я думаю, что чтобы жить весело. А, А, мы не мигни сау. так. но я считаю. Нема то и то да? Я считаю, что зан. Но я считаю, чтобы жить а, весело, весело, а, чтобы жить весело, много не надо. А, много не надо. Я считаю, чтобы жить весело, много не надо. То, что за умники новую. Тихом канил. Да? Да. Одна бутылка. Водки. Да? а Хватит. Хватит. Чакан, вот чай, водка, Адриэль да? Одна бутылка водки и хватит. Да? Одна бутылка водки и хватит. Выпит и уже весело, да? Выпит. И уже весело. А. Так, одна бутылка водки и хватит. Выпит. И уже и уже весело. да? И уже весело. А, ну вот. Докажи, что я не прав. hãy em hãy chứng minh rằng là tôi nói không đúng đấy da kaji chúng ta có câu là gì da kaji à em hãy chứng minh là à là tôi không đúng đấy da kaji sto ya nie prap đấy đó à đó nếu các từ các từ buýt da kaji em sẽ chứng minh như thế nào itayu yesli atna vusuk vusuka vaki khobatet etan это, um, это неправильно, да? Только для, только для вам э, весело, не, и не все для семьи. А, нет, для семьи. Ну, я думаю, что вся семья будет петь, пить и будет всем весело. Не мы каза день уон, не каза день кунг вуй. Но мама, <coughs> мама не любит. А мама не пьёт. Мама не пьёт водку, Да. Да, ну понятно, да, да, да. Или жена не пьет водку, да, или или дети не пьют водки, да. А, как или не да. да. Ну хорошо, так. Да я, да я тоже хочу говорить, что надо иметь много денег, чтобы купить дом, да, да. Надо, надо иметь много денег. А, чтобы. Чтобы построить. А, чтобы построить, да? А, построить. А, хороший дом, да? да? Хороший дом. Так а, купить хорошую машину. Да. Хорошую машину. Так, правильно, да? А, купить хорошую машину, да? Правильно. Да, и, а, и а, а. еще. No. Я, я, когда я в больнице, а, я, да. у меня нет, да нет. Да. Чтобы я хочу а, за, заработать, а, заработать много денег. Да. А, так, если, если, плохое здоровье, да? Не у нее мако сухое, хунтот, да? Особенно, да? да? Особенно, À когда à нет а здоровья, да? Sdarovya, khi mà khi không có sức khỏe đấy. особенно когда нет здоровья, да? А деньги особо нужны, да? Нужны, да? Для а лечения, да? Для лечения. À khi mà không có sức à khỏe, đặc biệt là khi mà không không có sức khỏe thì tiền rất cần để để chữa bệnh đấy. Так, ты хочешь это говорить, да? Да, да. А, да, да, да. Ну конечно, да. А это надо иметь деньги и постоянно надо зарабатывать. Постоянно зарабатывать. А для того, чтобы зарабатывать, а, хорошо, надо иметь знания. Да? А, так. Знания, лазина. Надо иметь знания. да? Надо иметь знание. Ты, друзья, сюда, да? Знание, Надо иметь знание, да? Иметь знание, да? А, так, а, так что? Так что? Так что? Нам надо, нам надо учиться, да? Нам надо учиться. Вот так, вот, да? А, хорошо, нам надо учиться. Так, а, Мы а, уже а, выступаем по радио, мы уже говорили. Так, а, Скоро воскресенье. Финала скоро воскресенье. Скоро воскресенье. Đó là gì? À, sắp sửa là đến chủ nhật đấy. Скоро воскресенье là sắp sửa đến chủ nhật. Chúng ta có từ скоро, tức là ý chỉ thời gian là có cái gì đó sắp xảy ra đấy. Скоро. Đấy. À, thế bây giờ em nói chuẩn bị đến mùa đông rồi. Скоро. Зимой. Будет. À, зима. Скоро будет зима mà đấy à chúng ta cái gì nó chuẩn bị thì chúng ta để nó thích một budget gì mà đấy budget gì mà đấy à thế bây giờ em nói cưới. câu là chuẩn bị cưới rồi mà còn chưa có tiền cưới chuẩn bị cưới rồi scola scola budget swat ba đấy scolabudget swat ba à gen nhiệt à gen nhiệt nhiệt đấy, à diễn nhẹ nhẹ, à đấy, Tạc. à thế em dịch câu là à bài ca à bài ca à bài ca gì nhỉ à bài ca về về tiền đấy, bài ca về tiền đấy, bài ca về tiền là gì? nhất người, nhất финансовая. Да? да, да, финансовая. 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 Финансовая песня. Финансовая да. песня. Да? Финансовая песня. Да? Финансовая песня. В <coughs> моя... <coughs> моя жена. жена любит... yeah, моя жена любит. Моя жена любит. любит. Финансовую финанс... песню. Да? Uh.

sút <laughs> cả cả những đấy, à, đó là người ta nói vui như vậy đấy. Tác, хорошо, à, chúng ta xem tiếp nào. Я ничего не ел, Я ничего не ел. À đây có động từ gì? động từ gì yes đấy. động Yet. từ есть, yes". động từ yes là một động từ nó chia khá đặc biệt nữa à, Ia gì nào? Я dây Я ем. Я ем. À, Я ем là tôi đang ăn đấy. Я ем. À, tác. tươi Yes. thì yes, on, on, yes, on yes, ye yes. yem thì yes, on yes, đấy, мы, мы едим, да мы едим, да мы едим, da nó 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 chia đặc biệt mà đấy, vui, vui gì chứ, vui gì đấy, và anh ấy, anh ấy giặt, anh đấy, à đó, em nói câu là hàng ngày tôi ăn cơm Я каждый день. Я, как, как каждый, я каждый день, день ем, я, ем. ем рис. Рыс. Я каждый день ем рис, да? А в этой хунчан? В хунчан? И мне? И мне а, не на да ест. И мне не надо ест. Не надо ест. Надо это... ест. А надо ест, лади. Ла анчанот cho nó đủ đấy và tôi vẫn ăn chưa đủ có nghĩa là gì tôi không chán я каждый день ем рис и мне не надо не надо есть đấy я thế em nói là người nga ăn người nga hàng ngày ăn khoai tây và cũng không chán русские каждый день Ý giặt, đúng không? Chia phải là ý đấy. а, картошку, картошку, и và họ cũng không chán. Họ ai không chán Им, да? Ем, ем надо есть. Да? Надо есть. А, им тоже не надо есть, да? А русские едят каждый день картошку, им тоже не надо есть, да? а, вот. а, я не могу есть картошку на третий день, да? А, да? Мат, никто не хочет.

tôi không thể ăn khoai tây vào ngày thứ ba được đấy ngày thứ nhất ngày thứ hai tôi còn ăn được sang ngày thứ ba thì thôi rồi đấy tác giả đấy tác giả như một cái gì yes ris à đấy cũng như là tương tự như người nga không thể ăn cơm vào ngày thứ ba được đấy đó nó bất tạc à thế gì à, cái bài của chúng ta sẽ à, tạm thời dừng tại đây nhé cái pravajit vremia chúng ta có rồi đã sudavol xem cái từ này chúng ta cũng biết rồi tạc đấy đó à trên thực tế chúng ta vừa rồi chúng ta là thảo luận à, và chúng ta mở rộng cái khả năng sử dụng uh, vốn từ của chúng ta đấy đó à, thế như vậy thì giáo sẽ gửi cho em hai cái màn hình này à hai cái màn hình này đấy đó thế và thì giáo sẽ gửi cho em cái uh, cái cái phần mà chúng ta học viết vừa rồi đấy đó vừa vừa học vừa viết đấy em có thời gian để xem bài không dạ em có à có thời gian để xem bài tá crash đây là màn hình thứ nhất này dạ. Ồ, màn hình thứ nhất màn hình thứ nhất đây đã chưa gửi này đó à đây là màn hình thứ hai này đấy đây là màn hình thứ hai đó à đây là màn hình thứ hai và à cái phần còn lại là cái phần bài viết này thì ra sẽ gửi bằng à, à, bằng file file này cho em này đó yeah. em sẽ gửi file này thì là em có thể là in ra giấy nếu em có máy in em có thể in ra giấy được đấy đó yeah. em hoặc là em copy đưa ra bản út đó em biết copy ra bản word đúng không đấy em bôi như thế này xong sau đó bấm căn chuẩn a thì nó sẽ đen hết sau đó em bấm căn chuẩn c và sau đó căn chuẩn v ra bản word lúc đó thì em có thể là có cái dữ liệu để em đọc đấy đó ta crash đấy thế như vậy là đến bài ngày hôm sau chúng ta sẽ thảo luận qua một lần nữa về cái bài này và chúng ta sẽ lại học một bài mới và sẽ học tương tự như vậy Đây. À, đấy à, học như vậy có nặng quá đối với em không dạ yeah, em thấy đang kiểu như đang kích hoạt lại cái vốn tiếng nga cơ bản đó thành quá da. Ổn, quá ổn. Đa. À nếu mà nếu mà không nặng ấy, em thấy tức là không không bị căng thẳng ấy, không bị căng thẳng thì được đấy. đó. Nếu mà bị căng được thẳng đổ. hơi bị căng thẳng thì là mình sẽ giảm cái nhịp độ xuống một chút đấy đấy đó. À thế như vậy nó nó kích hoạt cái khả năng đấy. em muốn nói. À khi mà em cảm thấy đấy. muốn nói thì ok đấy. Nhắc. Thấy kiểu như sẽ dễ nhớ hơn gấp nhiều À nói đấy 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 đấy, đấy. đấy. đấy cái nhất là đẹp à, cách học của mình là gì là giao tiếp thực tế đấy giao tiếp thực tế là gì toàn bộ những cái vốn giao tiếp là hoàn toàn là từ cái kinh nghiệm à, Nói tiếng Nga thực tế ra đấy chứ nó không bị gò bó theo cái kiểu sách vở à, tức là gì Nếu mà nói sách vở ấy, thì là các bạn sẽ bị ép vào các cái bảng biểu này thế rồi là cái cách chia động từ rồi cách cách biến đổi danh từ cách biến đổi tính từ vân vân đấy nhưng đây là gì à, do vốn những kiến thức đó em có rồi cho nên chúng ta kích hoạt nó nói thôi đấy kích hoạt nói là gì muốn như thế thì chúng ta phải đưa những cái câu mẫu nói nó sinh động à, những cái đề tài nó thú vị nó vui vui thì lúc đó chúng ta sẽ nhớ nhớ bài dễ hơn đấy tác à thế như vậy là hẹn gặp em trong bài ngày hôm sau đấy đấy à lát nữa spasi bersidanya sibodobrova bersidanya